Hương à, Út Hương, cô Năm nè con, tỉnh lại đi con. Ý, ý, con Út nó tỉnh rồi nè. Con tôi tỉnh rồi, con. Cô Năm nè con. Con, Út Hương. Con tôi đâu? À, nó ở bên nhà anh Năm Võ đó. Đi đâu buông vậy? Ra. Con. Buông ra. Con. Tôi muốn gặp nó. Cho tôi đi gặp con thôi. Tôi phải gặp con thôi. Được rồi. Buông ra em đây. Cứ bình tĩnh đi. Được rồi. Từ từ em sẽ được gặp nó thôi. Tại sao vậy? Con em rồi. Ba ơi. Con muốn gặp con của con mà ba ơi. Cho con gặp con của con thôi đi ba con. Ơi. Cho em gặp con em. Tôi sẽ làm tất cả để không một cây bưởi nào còn sống sót ở đây thì tôi mới vừa lòng. Sao ngồi đây? Em vô nhà đi. Ngăn, nhanh lên. Trời mưa gió vậy sao ngồi đây? Nhanh lên, vô đây. Anh đây mà. Duyên. Em sao vậy? Sao tự nhiên em lại bỏ chạy? Em không muốn gặp má hả? Em sợ. Tại sao vậy? Ý em nói là má dữ lắm. Nhưng mà má không có dữ như em nghĩ đâu. Anh hiểu ý của em rồi. Thì mình cứ tưởng tượng là giống như có một con chim sẻ. Nếu như nó bị mất con thì nó cũng sẽ giống như một con diều hâu vậy, cố gắng để bảo vệ đứa con. Em đừng trách má. Má em cũng vậy. Chỉ vì má thương em quá thôi. Em đừng có trách má. Em nghe nói nè, tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý lắm. Anh nhớ có một câu nói là: trong tất cả những ngày buồn của một đời người thì ngày buồn nhất chính là ngày người ta mất mẹ. Em cứ tưởng là suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ tìm thấy mẹ, nhưng mà bây giờ em đã gặp mẹ rồi. Sao em không nghĩ rằng đây là ngày hạnh phúc nhất của em? Anh đưa em về nhà nghe. Bây giờ em là con của cô Hương, tất nhiên em phải về nhà ông Sáu rồi. Em muốn ở đây hả? Thôi được rồi, nếu vậy thì bây giờ mình qua gặp cô Hương một chút, rồi sau đó anh đưa em về đây. Thank you.
Con, mẹ của con đó, con lại nhận mẹ của con đi. Duyên, qua đi con. Em bình tĩnh đi. Thấy không? Nè, bây giờ mẹ con gặp nhau là vui rồi. Em hãy quên hết tất cả mọi chuyện đi, nghe không? Đứng lên đi con. Anh hai. Thôi, được rồi, đứng lên đi. Đứng lên rồi nói em. Xin lỗi tất cả mọi người. Ba xin lỗi con. Tại ba mà con mới ra nông nỗi này. Thôi, coi như mọi giận hờn bỏ qua hết đi. Dầu sao bây giờ con cũng tìm được con gái của con rồi. Đúng là ông trời còn có con mắt. Anh Năm, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ anh mà con Duyên nó mới có được ngày hôm nay. Ơn của anh suốt đời tôi khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Cô đừng có nói vậy. Cô Út về là tôi mừng lắm rồi. Từ nay con Duyên nó đã có mẹ rồi, không phải là đứa trẻ mồ côi như trước kia. Con lại đây với ngoại. Qua với ông ngoại đi con. Lại với ông ngoại đi con. Sống gần với cháu ngoại từ lâu mà ông đâu có biết. Như vậy là tôi có hai đứa cháu gái rồi. Thạch. Dạ. Gọi điện thoại cho con Thư về rồi mở một buổi tiệc linh đình đại tất cả mọi người ở đây. Dạ, nhưng mà bây giờ khuya rồi ba, ngày mai con gọi liền. Ừ. Tôi không có đứa cháu gái nào mà ông á có tới hai đứa lận, tôi ganh tị rồi đó nghe. Rồi đây, mai mốt tôi sẽ đưa một đứa về làm cháu dâu cho bà, còn đợi gì nữa? Hay là bà muốn cả luôn hai đứa? Cũng được. Ba, ba cứ vậy nữa. Con nghe ba. Ủa, có chuyện gì mà ba gọi con về gấp vậy? Dạ. Ủa, có chuyện đó hả ba? Dạ, con biết rồi. Chiều nay con làm xong con sẽ về liền. Dạ, con chào ba ạ. Gì vậy em? Tại gia đình em có việc á. Chị cho em xin phép nghỉ 2 ngày được không chị? Em không thấy công ty còn rất nhiều việc hay sao mà em xin chị nghỉ? Dạ, những việc chị giao cho em á, em đã làm xong hết rồi. Chị thông cảm cho em nha. Hết việc này á thì chị có thể giao việc khác cho em làm. Em đừng có lo, đó không phải việc của em. Em về chỗ làm đi. Chị à, gia đình em có việc thiệt mà. Chị... Để chị nói. Chị thông... Có chuyện gì? À, cô ấy xin nghỉ phép 2 ngày. Nhưng mà tôi thấy công ty còn nhiều việc quá, nên tôi không cho phép cô ấy nghỉ. Cô làm sao vậy cô Linh? Người ta nghỉ có 2 ngày cô không cho. Đây là công việc chung, người này bận thì người kia làm thay. Tôi đồng ý cho cô Linh nghỉ. Dạ, em cảm ơn anh.
Cô Linh, cô qua phòng tôi có việc. Cô ta xin nghỉ 2 ngày à? Anh đã nghe và đồng ý cho cô ta nghỉ, anh còn nói gì nữa? Trong thời gian cô ta đi vắng, cô phải nhanh chóng làm lại toàn bộ hồ sơ cho tôi. Hả? Những hồ sơ ngoài kế hoạch của chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật, không cho ai biết. Nếu làm như vậy, sớm muộn gì Sơn Điền cũng sẽ kiểm tra. Như vậy thì... Chính vì vậy mà chúng ta phải đi trước hắn ta một bước. Những hồ sơ nào nguy hiểm thì phải hủy luôn. Và cô nên nhớ, phải làm trong thời gian cô ta đi vắng, hiểu chưa? Nhưng mà tại sao anh phải sợ nó? Tôi không sợ, nhưng mà tôi tin vào trực giác của mình. Trực giác? Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết Sơn Điền thích Phương Thư, và hắn ta sẽ dùng cô ta để chơi chúng ta. Được, tôi sẽ làm theo ý anh. Mời bà. Cay quá à. Ờ, con Thư nhỏ tuổi hơn con, nhưng mà nó là gia chị đó, con phải gọi bằng chị nghe chưa? Ờ, tức là con nghe được rồi phải không? Hồi đó nó mới bị bệnh, tôi có đưa nó đi bệnh viện gặp bác sĩ. Bác sĩ nói phải đưa ra nước ngoài chữa trị, tốn hao nhiều lắm. Miễn là có hy vọng chạy chữa cho cháu thì tốn kém bao nhiêu á tôi cũng lo được. Bác sĩ nói là mình phải hy vọng chứ. Dạ. Nè. Ăn cho máu lớn đi con. Uống miếng rượu đi Năm. Ừ, tôi đâu biết uống. Mời Năm này mà. Con mời bác Hai. Vô. Con mời ông. Con mời chú Năm. Mời ba, mời anh Năm. Vậy là con ma trong vườn bưởi là do cô Hương bày ra má? Ừ. Con Út Hương này nó ghê gớm thiệt. Nếu mà ngày xưa á hen, Năm Võ mà không cứu được con Duyên á, không biết chuyện gì xảy ra nữa đó con. Nhưng mà có mình cổ, làm sao bày ra được cái chuyện động trời như vậy? Nhớ lúc đó à, má với mọi người sợ con ma quá chừng, rồi còn cúng bái tùm lum nữa. Nghĩ lại thấy đúng là cô Hương là người dễ sợ đó má. Đâu phải mình nó đâu con. Nó mướn vợ chồng thằng ba là công nhân của Hai Thạch đó. Trời ơi, nó cho tiền vợ đó hen, nó sai vợ đó làm đủ trò đó. Lúc thì giả ma nè, lúc qua thì là ngộ gián nè, rồi cái vợ đó báo cáo tình hình cho nó biết hết trơn. Hèn chi mà nhất cử nhất động bên nhà mình với nhà bác Sáu, cô đều biết hết à. Ừ, đúng là không ai ngờ được. Nhưng mà nghĩ thì cũng tội thiệt. Hơn 20 năm qua sống trong thù hận đau khổ vì mất chồng mất con. Ừ, má nói đúng đó. Cô đáng thương hơn là đáng trách. Nhưng mà sao má biết hết mọi chuyện vậy? Ông Sáu, ông Sáu nói má nghe. Trời ơi, cái ông đó mà có cái gì ông giấu má đâu con. Vậy là ổn rồi ba. Coi như mọi chuyện bên nhà bác Thạch giải quyết xong rồi. Bây giờ mình giải quyết chuyện nhà mình đi. Chuyện nhà mình là chuyện gì? Dạ thì vườn bưởi của nhà mình đó. Thôi thôi, con muốn làm gì thì làm. Ba bây giờ chán lắm rồi. Chuyện gì cũng không được như ý. Đúng là người tính cũng không bằng trời tính.
Dạ, con biết là con đã làm cho ba thất vọng một lần, nhưng mà lần này ba hãy tin con đi, một lần thôi. Cái vườn bưởi của mình bây giờ nó tan hoang hết rồi, muốn gieo trồng lại thì phải mất một thời gian dài. Ba yên tâm đi, con cũng đã kiểm tra rồi, vườn bưởi của nhà mình á vẫn còn hơn 2/3 còn sống, nên vì vậy mình chỉ cần làm hai việc song song á là trồng bưởi mới với lại thu hoạch bưởi cũ. Ừ, thôi thì tùy con, con muốn làm gì cứ làm đi. Dạ. Ủa, ai vậy cả? Dạ, để con ra ngoài coi. Thầy Phước. Chào em. Dạ thưa thầy, có chuyện gì thầy xuống tận đây vậy? À, tôi có chuyện cần muốn gặp em, nên tôi mới nhờ cậu Phước dẫn tôi xuống đây. Dạ, cảm ơn Phước. Mời thầy và Phước vô nhà. Mình đi. Dạ ba. Dạ, đây là thầy của con, còn đây là bạn học của con. Chào. Dạ. Chào bác. Dạ, đây là ba em. Chào thầy. Chào cháu. Dạ. À, thôi mời thầy với cháu ngồi chơi nói chuyện với Minh nha. Tôi xin phép dạ, lần sau. Dạ, được. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, dạ mời thầy ngồi. Dạ, em mời thầy. Chắc Minh ngạc nhiên lắm khi thấy Phước và thầy xuống đây đúng không? Đúng là hơi bất ngờ. Thật ra là vì tôi đang nghiên cứu một chất bảo quản mới. Dạ. Từ những thu thập của em và tôi, nên thầy muốn xuống tận đây để thử nghiệm. Dạ hả thầy? Tôi nghĩ thử nghiệm ngay ở chính vườn bưởi thì kết quả chính xác hơn nhiều. Dạ. Còn nếu không á thì mình có bữa ăn dài dài Minh ha. Thôi mình ra vườn bưởi đi thầy. Ừ. Vậy à, em dẫn thầy và cậu Phước ra vườn bưởi nha. Dạ được, nhưng mà em chỉ sợ thầy với Phước mới vừa tới còn mệt thôi. Không có đâu Minh, xe bây giờ chạy trên đường cao tốc không mà, nên khỏe re à. Rồi, giờ mình ra vườn bưởi nghe thầy. Đi hơn. Dạ. Rồi. Con. Con đi qua nhà bà Năm chút nha. Ông nội có nghe lộn không vậy? Lúc trước con ghét qua bệnh lắm mà, mà sao bây giờ con đổi ý vậy? Thì nội đừng có hiểu lầm, con qua đó là con thăm em Duyên. Duyên là em của con mà. Nhưng con Duyên đi chợ với má nó rồi. Đi thì cũng phải về chứ. Tìm thằng Minh thì nó tìm thằng Minh đi, bày đặt nó tìm con Duyên. Nội kỳ quá, con không nói chuyện với nội nữa đâu. Con thôi, đi thôi, đi thì đi đi, chứ ai nói gì đâu. Con đi nha. Đi guốc trong bụng con ơi. Tìm thằng Minh chứ tìm con Duyên làm gì, phải không chim? Thầy biết không, bây giờ em mới được nhìn thấy cây bưởi á thầy. Trước giờ em toàn là thấy trái bưởi không à. Anh sinh ra ở đây, vừa mở mắt chào đời á là đã thấy bưởi rồi. Bởi vậy bưởi với anh thân thiết như cái bóng của mình vậy. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao bạn có quyết tâm cao như vậy. Đó chính là tình yêu đối với trái bưởi quê hương, đúng không? Em nghĩ ai sinh ra ở đây tôi cũng suy nghĩ giống em vậy thôi. Vậy à? Càng ngày á mình càng nhận ra anh ấy thật sâu sắc, chứ không hời hợt như những thanh niên khác. Khi đã quyết tâm làm việc gì thì anh ấy không bao giờ bỏ cuộc. Không, chúng ta qua chỗ khác coi đi. Đây là những trái bưởi mà em phun thuốc bảo quản cách đây 3 tuần rồi. Thầy coi thử có tươi không? Ừ, 3 tuần mà vẫn còn tươi rói vậy sao Minh? Nhìn bên ngoài á thì thầy thấy vẫn tươi nguyên. Nhưng mà bên trong thì như thế nào Minh ha? Bảo quản á chỉ là bảo quản bên ngoài thôi, chứ bữa để càng lâu á là càng ngon mà. Ừ. Thầy ăn thử đi. Ăn đi. Em mời thầy.
Bữa rất ngon. Dù đã hái được 3 tuần. Ngon quá thầy. Chắc em làm hết dĩa luôn quá. Chỉ sợ là em không có bụng chứa thôi. Em mời thầy. Muốn ăn thì ăn đi. Tí nữa cho mình trái nữa nghe Minh. Đó, cho hết luôn. Còn sao thầy? Tập gọt cho quen. Đưa đây em làm cho. Ủa? Thử. Ủa? Nàng tiên bưởi đâu ra đây? Cái gì mà tiên bưởi gì đây? Nè, để giới thiệu. Đây là Thư, bạn của em, cũng đang làm ở trên Sài Gòn. Dạ chào thầy. Đây là giáo sư Tùng. Chào em. Thầy của anh. Còn đây là Phước, học cùng với anh. Dạ chào anh. Uống nước đi cô. Cảm ơn em. Anh Năm, tôi tới đây á, trước là để thăm anh, sau á là muốn thưa với anh một chuyện. Có việc gì cô cứ nói đi, đừng ngại. Tôi muốn đưa cháu Duyên lên thành phố khám bệnh. Vậy ý anh thế nào? Con Duyên á, nó là con của cô. Cô muốn đưa nó đi đâu cũng được. Anh nói vậy đâu có được. Anh phải đồng ý thì tôi mới dám đưa đi. Vì anh đã nuôi dưỡng cháu từ nhỏ cho tới ngày hôm nay. Cô đưa nó đi khám bệnh thật ra là tốt cho cháu mà. Từ lâu tôi cũng muốn chữa bệnh cho cháu, nhưng cô cũng thấy đó, tôi nghèo quá. Bây giờ cô lo cho cháu nó, tôi mừng cũng hết nữa. Tôi cũng biết thời gian qua anh sống rất khó khăn, nên tôi càng biết ơn anh hơn. Tôi sẽ để cháu phụng dưỡng anh như con gái. Anh thấy sao? Thôi thì thôi thôi, cô đừng có hiểu lầm ý tôi. Tôi không muốn nói chuyện ân nghĩa gì hết. Tôi với cháu gặp nhau cũng là cái duyên thôi, nên tôi mới đặt tên cho cháu nó là Duyên. Bây giờ cháu nó đã gặp mẹ rồi, ông là cái duyên của tôi và cháu nó đã hết. Cô hãy đưa cháu nó đi theo, đừng có lo gì cho tôi hết. Dạ em cảm ơn anh. Nếu như mà anh đồng ý thì ngày mai tôi sẽ đưa cháu đi. Cô cứ làm những gì mà cô cho là tốt nhất cho con. Tôi cũng mừng cho cháu Duyên có được một người mẹ biết lo cho nó. Anh Năm, cả đời này tôi với con Duyên mang ơn anh Năm. Không những anh đã cứu sống, nuôi dưỡng con tôi, mà anh còn cho nó một cuộc sống mới. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu cô à. Ăn nhiều ba đi mấy đi. Đứa. Cảm dạ. ơn con. Ba. Dì con. Ngày mai á, con tính đưa Duyên lên thành phố để chữa bệnh. Thư thả vài ngày đã, mới gặp nhau mà em đòi đi làm sao? Bệnh của con Duyên để càng lâu á thì càng khó chữa, nên em muốn tranh thủ đưa cháu đi càng sớm càng tốt, để cho con bé mau hết bệnh. Thôi được rồi, ngày mai con cứ đi đi, chữa bệnh xong á về đây chơi lâu lâu ha. Dạ. Cô lên thành phố bằng gì vậy? Nè, bộ con muốn hóa giang cô Hương sao mà hỏi vậy? Dạ, đi chung cho vui mà ba. Cô đi bằng xe nhà mà. Con đi chung cho vui đi. Cô, con muốn cho một người nữa đi hóa giang được không cô? Được chứ, nhưng mà ai vậy? Dạ, anh Minh có bác Hai Hào á. Nội phản đối. Sao vậy nội? Con không ngỡ mà đi chung gì. Nội kỳ quá à. Thì con thấy sẵn dịp cô Út lên đó, trong khi anh Minh cũng lên trển, thì cho người ta quá gian có sao đâu, đi chung cho vui mà. Thôi được rồi, cô đồng ý. Dạ con cảm ơn cô. Thôi ăn đi, ăn đi. Thưa nội, thưa ba con đi. Đi đi, thưa hoài, trả lời mỏi miệng quá. Con đi nha ba. Ừ. Đi con.
Con đi đi con, hết bệnh là về với ông ngoại nha. Tội nghiệp. Con sẽ đưa cô và Duyên tới gặp bác sĩ nội thần kinh giỏi nhất ở đây. Ông sẽ khám và đưa ra hướng điều trị cho Duyên. Ủa, Duyên nó có bị tâm thần đâu mà phải đi gặp bác sĩ thần kinh? Dạ không phải, bác sĩ thần kinh đó là chuyên chữa các bệnh thuộc hệ thần kinh, chứ không phải là chỉ chữa cho người bị tâm thần. Bệnh của Duyên con nghĩ là đã bị liệt một dây thần kinh nào đó, cho nên con đưa mọi người tới đây. Vậy hả? Vậy mà nghe nói bác sĩ thần kinh làm cô cũng lo quá. Cô với Duyên cứ yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Bên đây. Sở dĩ cô ấy không thể nói được là do di chứng của một cơn sốt lúc nhỏ, dẫn đến việc bị liệt dây thần kinh có chức năng điều khiển ngôn ngữ. Vậy có hy vọng chữa khỏi không bác sĩ? Nguyên tắc là có, nhưng do điều kiện ở đây máy móc rất hạn chế, tốt nhất là bà nên đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị. Dạ, miễn là có hy vọng. Vì cháu, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ. Vậy tôi sẽ giới thiệu cho bà một bệnh viện rất có uy tín ở Singapore. Bà sắp xếp thời gian rồi đưa cô ấy qua đó, càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ với những thiết bị hiện đại thì đây không phải là một ca quá khó đâu. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cho tôi lấy chìa khóa. Chìa khóa của chị đây. Chào Thư. Ủa, chào anh. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô vào phòng đi. Ừ. Anh Đăng. Ờ. Chìa khóa của anh đây. Ờ, cảm ơn cô. Ngốc này, mày tưởng mày là giám đốc mày ngon lắm hả? Mày chỉ có tiền chứ tài cán thì không. Vương Thư, cô ta không thèm dòm ngó tới mình nữa, chắc đang mơ làm giám đốc phu nhân chứ gì. Khốn nạn. Linh hả? Thế giờ phải làm việc chưa? Sao? Được rồi, cảm ơn. Không có ở trong phòng, vậy là đang ở phòng của hắn ta rồi. Cô xem đi, tôi đã kiểm tra một số hồ sơ xuất khẩu gần đây, tôi thấy không khớp với số liệu của phòng kế toán. Vậy số chênh lệch này có lớn không? Chưa kiểm tra được hết cho nên tôi không biết được, nhưng tôi nghĩ con số sẽ không nhỏ đâu. Vì chỉ là bề nổi mà đã như vậy rồi thì những cái tiềm ẩn ở bên trong chắc chắn sẽ gấp mấy lần. Nhưng anh muốn tôi phải làm gì? Tôi muốn cô kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ chứng từ trong vòng một năm qua cho tôi.
Nhưng mà tôi là nhân viên marketing, đâu có được phép kiểm tra hồ sơ của công ty. Nếu như mà muốn á, thì phải lập một ban thanh tra mới được. Không cần đâu, tôi không cần những thủ tục rườm rà như vậy. Tôi sẽ nói với các phòng ban, yêu cầu họ gửi toàn bộ hồ sơ cho tôi, và tôi sẽ chuyển cho cô. Công việc của cô á, là kiểm tra lại giùm tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo ý anh. À, còn một việc nữa, tôi muốn á, cô làm việc này bí mật và không được tiết lộ bất kỳ với một ai, kể cả anh Đăng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. Thư. Em vào phòng anh có chuyện chút. Anh Điền nói gì với em vậy? Anh Điền không có nói gì hết. Không phải chuyện công việc, là chuyện tình cảm đúng không? Anh nói cái gì vậy? Anh muốn biết thì anh qua anh Điền hỏi đi. Tại sao em không nói được? Có phải quan hệ của mình rất tốt trước khi Điền về đây đúng không? Bây giờ em thay đổi rồi. Tôi không thay đổi. Chỉ có điều bây giờ tôi nhìn sự việc xung quanh mình bằng một cái đầu sáng suốt hơn thôi. Bọn ơi, rồi cái trương mà bề bộn quá trời nè. Đang làm cái đồ thay đồ cho khách nè. Đó, xong rồi đó. Ê, đi đâu ạ? Mua nước đá uống. Bụ cậu đổ mồ hôi sôi nước mắt không còn giọt nước luôn nè. Mày nhìn khác chút xíu có chết không hả? Phụ tao một tay một chân làm đại lẹ lên đi. Đèn đuốc còn bề bộn quá trời kìa. Rồi một tay một chân nha. Đó. Mày làm gì vậy? Thì cậu cứ phụ một tay một chân, tôi phụ một tay một chân. Giỡn hoài hà. Giỡn à. Quên nữa. Chiều nay tôi không có ra phụ cậu được đâu. Nha, cậu thông cảm. Chiều nay? Ừ. Mày không giúp tao? À. Mày nói thiệt á hả? Thiệt. Mày, hành tung mày dạo này bí ẩn lắm. Mày khai thiệt đi. Mày có bồ phải không? Cái hôm mà Nghi đuổi tôi về, tôi buồn lắm. Tôi chỉ sợ là suốt đời suốt kiếp này Nghi sẽ không cho tôi gặp Nghi nữa. Nhưng mà hôm nay sinh nhật của Nghi nên tôi đành làm liều mua bánh kem tặng Nghi nè. Cảm ơn anh Bòn. Mà sao anh Bòn biết hôm nay sinh nhật của Nghi? Có gì khó đâu. Nghi làm như Nghi là người ngoài hành tinh vậy. Cái gì muốn biết thì tìm hiểu. Với lại Nghi quên tôi là điệp viên không không thấy hả? Nè, để Bồn mở ra cho Nghi. Cảm ơn anh Bồn. Mừng ngày sinh nhật của Nghi. Mừng ngày sinh nhật của Nghi. Mừng ngày đó Nghi sinh ra đời với biết bao điều dễ thương. Happy birthday Phương Nghi. Wow. Sinh nhật cuối cùng của Nghi không nữa.
số phận của Nghi như vậy rồi, còn được cố gắng làm gì nữa cho mất công. Không đâu Nghi ơi, bọn cũng giành được tiền kha khá rồi. Nghi, Nghi đang đợi thêm một thời gian nữa nha. Cảm ơn bọn, nhưng mà Nghi không cần tới đâu. Bọn hãy giữ số tiền đó để làm vốn, sau này bọn còn có gia đình nữa, phải lo cho gia đình nữa mà. Đôi khi Nghi ước mình là những bọt biển, để rồi vào buổi sáng nào đó Nghi sẽ hóa thành bọt biển để tan vào hư không, không một chút buồn, không một chút dính bận thế gian này nữa. Nếu Nghi ra đi thì sẽ có một người rất buồn. Cậu Ba đó, cậu Ba lúc nào cũng nhớ tới Nghi. Mỗi bữa con bòn phụ đã hết sức vậy đó, nay biến mất tiêu gì ta. Bữa nào nhất định phải bỏ một ngày nghỉ để mà theo dõi nó mới được. Hành tung nó bí ẩn quá, cứ lâu lâu là biến mất à. Anh Du. Ủa, đi đâu đây? Anh đang giờ làm việc mà. Thì em nhớ anh. Nhớ hả? Thiệt không đó? Thiệt chứ. Vậy bây giờ muốn gì đây? Thì mình đi đâu tâm sự chút đi. Tâm sự gì giờ? Đang giờ làm việc mà. Em thấy đâu có khách đâu, mình đi một chút thôi anh. Đi anh. Đi. Đi anh. Đi mà. Nha. Được rồi. Cậu Ba bây giờ á chụp hình đắt xô lắm. Cậu mới vừa mở cái tiệm chụp hình ở quận 3, cũng lớn lắm. Vậy là lời cầu nguyện của Nghi đã thành hiện thực rồi. Vậy Nghi cầu nguyện cái gì? Nghi cầu cho mình sẽ gặp được mẹ và anh Du thực hiện được ước mơ của mình. Sao Nghi không cầu cho Nghi hết bệnh? Nghi sợ cầu nhiều quá sẽ không linh nghiệm. Đối với Nghi, hai điều đó là đủ rồi. Du ơi, Du, Du, mở cửa cho anh coi. Du, ở nhà mà làm gì đóng cửa kín mít vậy? Sao anh về sớm vậy? Chào anh. Em đi, có gì gọi điện thoại nhé. Bye bye. Em về đi. Ồ. Cảm ơn anh, nhớ gọi em á. Có gì anh gọi. Anh không ngờ em sống buông thả vậy á. Buông thả cái gì chứ? Anh quên em có là đàn ông hả? Cái đó thì cũng là chuyện bình thường thôi. Chuyện bình thường cái gì? Nhưng mà em sống vậy là rất bản năng, em hiểu không?
Bye bye. Em về đi. Ồ. Cảm ơn anh, nhớ gọi em á. Có gì anh gọi. Anh không ngờ em sống buông thả vậy. Buông thả cái gì chứ? Anh quên em cũng là đàn ông hả? Cái đó thì cũng là chuyện bình thường thôi. Chuyện bình thường cái gì? Nhưng mà em sống vậy là rất bản năng, em hiểu không? Con người cũng chỉ là động vật cấp cao mà thôi. Sống bản năng là chuyện hết sức bình thường. Con người khác con vật ở chỗ là mình có lý trí, mình biết cân nhắc chuyện nào đúng chuyện nào sai. Nói với em vậy thì còn gì để nói nữa. Em không quan tâm. Chuyện của em làm cũng không liên quan tới ai hết. Đúng, không liên quan tới ai hết. Em làm gì thì em chịu hậu quả. Nhưng cái mà anh muốn nói là anh đang tội nghiệp một cô gái đau khổ vì bệnh tật mà lúc nào cũng nghĩ tới em, lo lắng cho em kìa. Anh nói ai vậy? Có phải là Phương Nghi không anh? Anh nói cho em biết đi, Phương Nghi đang ở đâu vậy? Nghi chết rồi. Không thể nào. Làm sao Phương Nghi chết được chứ? Em không tin đâu. Anh nói Nghi chết là chết trong lòng em. Anh nói vậy là sao? Em sống buông thả như vậy thì trong lòng em còn chỗ nào để chừa cho Nghi nữa? Không có đâu. Anh không biết là em yêu Nghi nhiều như thế nào đâu. Em xin anh đó, anh nói cho em biết đi, Nghi đang ở đâu vậy? Anh hai, Nghi đang ở đâu vậy? Nghi ở Long Hải, khu làng chài. Long Hải, làng chài. Cảm ơn anh. Cậu hai, cậu ba làm gì như ma đuổi vậy? Em theo thằng Du đi. Sao vậy cậu hai? Anh mới vừa nói chỗ của Nghi cho nó biết. Hả? À cô. Hả? Cô ơi. Gì cậu? Cô cho con hỏi nhà nào của Phương Nghi vậy cô? À, nhà con Nghi ở đâu? Trên đó đó. Trên đó cô. Dạ cảm ơn cô. Sao cậu không về thăm Phương Nghi? Tao phải về. Cậu là thằng khốn nạn, cậu không xứng đáng với Phương Nghi. Đúng, tao là thằng hèn đó. Hôm nay cậu không trả lời cho tôi biết thì cậu đừng hòng về. Mày muốn tao trả lời gì chứ? Tại sao vậy? Tại sao vậy cậu nói đi? Tội Phương Nghi mà. Phương Nghi đang rất cần cậu cho lúc này. Tại sao cậu lại bỏ đi chứ? Hả? Tại sao cậu lại thay đổi như vậy? Trong lòng tao, tình yêu
mà tao dành cho Phương Nghi. Không có gì thay đổi hết. Nhưng có điều, cô gái lúc này không phải là Nghi của ngày xưa nữa. Thì ra cậu yêu Phương Nghi chỉ vì cái đẹp hả? Bây giờ Phương Nghi tiều tỉ sơ sát như vậy thì cậu hết yêu. Cậu yêu Phương Nghi vì cái gì hả? Tình yêu của cậu là vậy hả? Cậu trả lời đi. Mày đừng có nói nữa. Tao sẽ không trả lời cho mày đâu. Mày cho tao là một thằng hèn, một thằng tồi cũng được. Nhưng mà tao không thể có một người vợ suốt đời ngồi trên xe lăn như vậy, mày biết không? Tao cần một người đi cùng với tao. Tao không thể đi thay cho cô ấy, càng không thể cõng cô ấy suốt cuộc đời này. Mày hiểu chưa? Báo cáo để đó anh viết cho, mấy đứa khỏi lo. Vậy mình làm tiếp đi, tụi này lên lớp trước. Đi. Ừ, mình đi. Dạ, con nghe chú Năm. À, cậu Hai hả? À, mấy cái trái bưởi mà cậu phun thuốc đó, hình như là nó bị hư rồi cậu ơi. Ủa, tình trạng của chúng sao chú? Nói con biết đi. À, thì mấy trái bưởi chú thấy nó khô lại, còn màu sắc ở bên ngoài nó ngả màu vàng nâu rồi. Vậy là thất bại rồi chú ơi. Thôi số bưởi bị hư đó chú Năm bỏ đi giùm con. Dạ con cảm ơn chú. Có gì con liên lạc sau với chú. Dạ. Thời gian bảo quản phải từ 3 tháng trở lên. Đây mới được 1 tháng, chưa đủ tiêu chuẩn. Trái táo này cũng vậy, bắt đầu bị phân hủy. Nguyên nhân thất bại nằm ở khâu nào chứ? Phải kiểm tra mới được. Em có chỗ này được không? Vào bàn này nhé. Dạ, mời chị. Ăn nhanh lên. Lát nữa chị ăn. Dạ, em mời chị chồng má. Ừ, ăn đi con. Chị cho tôi một phần gà giòn rút xương, một salad gà. Dạ. Với lại một khoai tây nha. Dạ. Cảm ơn. Uống nước đi em. Anh đã nói với em rồi, mình đi nhà hàng đi, có nhiều món để em chọn mà em không chịu. Anh này, có gì đâu, quan trọng là vui mà. Dạ, mời quý khách dùng. Dạ. Cảm ơn. Ừ, rồi, chút xíu tôi về. Đi vô đó đó, ai có thích mua gì thì mua đó nha. Nghe không? Ăn đi, hai đứa. Ai vậy? Em có quen hả? Dạ không, thôi ăn đi anh. Ờ, thôi mình ăn đi. Em à, ăn đi em. Ăn dạ. Đi. Ngon á. Dạ. Em ăn đi. Anh ăn đi. Tôi nghe. Sao lại xưng tôi với em vậy? Anh Minh, em muốn gặp anh. Có cần thiết không? Cần chứ. Em chỉ muốn nói với anh một lần cuối thôi. Hẹn anh 8 giờ sáng mai ở quán cà phê cũ. Cũng được. Vậy đi. Thank you.
Anh đừng mở đèn. Ủa, em về rồi hả? Kiếm được nghi không? Chưa. Em tìm khắp nơi nhưng mà không thấy nghi đâu hết. Sao kỳ vậy? Vậy có gặp thằng Bòn không? Không. Nó chạy theo em mà. Em không biết nữa. Nhưng mà anh nghe thằng Bòn tào lao làm cái gì? Biết đâu bây giờ nghe nói chuyện chỗ khác rồi. Kỳ lạ vậy. Vậy bây giờ nó ở đâu? Em không biết gì hết. Ước gì tôi có một phép màu, tôi sẽ cầu nguyện như cô ấy. Tôi mong thời gian quay trở lại để cô ấy không bao giờ gặp cậu Phi Du. Cậu Phi Du không xứng đáng với cậu. Mà trên cõi đời này thì làm gì có chuyện phép màu như trong cổ tích chứ. Bà Phương Nghi à, tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao để cô quên cậu Phi Du đây? Tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao để cô được hạnh phúc? Ông trời ơi, tôi phải làm sao? Chào anh. Ừ. Anh ngồi đi. Lâu lắm rồi mình mới cùng nhau quay lại quán này ha. Ừ. Em mời. Cảm ơn em. Em đã gọi sẵn nước ép bưởi cho anh, vì em biết anh chỉ thích loại thức uống này thôi. Anh khỏe không? Anh khỏe. Còn em? Em cũng khỏe. Có phải anh muốn hỏi em tại sao lại ra đi đúng không? Em đã có mặt ở đó hôm đám nói của anh. Em nghĩ không còn lý do gì để em phải ở lại đây nữa, cho nên em chọn cách là ra đi. Em nhầm rồi. Hôm đó là đám nói của thằng Vũ em trai anh. Tại vì nó bỏ trốn cho nên anh với bà nội phải đi xin lỗi. Không phải anh đã đính hôn rồi sao? Không sao đâu. Không sao đâu em. Mình có thể làm lại từ đầu được mà. Muộn rồi. Em đã có chồng rồi. Em thật sai lầm khi không để anh có cơ hội giải thích. Em cứ nghĩ mình làm vậy sẽ giúp anh đỡ khó xử hơn. Mà thôi, có nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã lỡ hết rồi. Chúng ta cũng không thể nào quay trở lại như ngày xưa được đâu anh. Em đã nói như vậy rồi thì anh còn biết nói gì hơn nữa. Anh chúc em hạnh phúc. Cảm ơn anh. Em cũng chúc anh thành công trên con đường sự nghiệp và tìm được tình yêu đích thực của mình. Cảm ơn em. Mà có lẽ trưa nay em lên máy bay đi rồi. Có lẽ lâu lắm
em mới quay trở lại đây. Mà giờ lại gặp được anh, nói những gì muốn nói, em không còn gì lưu luyến ở đây nữa. Em đi bình an nghe. Trời ơi, đúng là chuyện lạ mà có thiệt nha. Vậy là Duyên có thể nói chuyện được hả cô? Bác sĩ nói có khả năng cao lắm. Mai mốt Duyên nói chuyện được á, Duyên nhớ kêu tên Bòn nha. Bòn. Chứ không phải là Mr. Bòn Bòn hả? Dạ Bòn thôi, đừng có Bòn trong đó. Cậu Hai vậy? Ủa? Cậu Hai. Dạ con chào cô. Chào Duyên. Chào con. Cảm ơn em. Nước nè cậu Hai. Cô đã lo xong thủ tục đi nước ngoài trị bệnh cho Duyên. Ngày mai cô và Duyên sẽ đi Singapore. Nếu được vậy thì tốt quá. Con hy vọng lần này mình sẽ gặp được bác sĩ giỏi để chữa cho em Duyên được hết bệnh. Được rồi, anh hứa khi nào em về tới sân bay anh sẽ ra đón em, được chưa? Minh à. Dạ. Cô có chuyện muốn nói với con. Dạ, chuyện gì vậy cô? Cô biết á, là con giờ đi làm, giờ đi học, cuộc sống cũng khó khăn lắm. Cho nên cô muốn giúp con một số tiền để trang trải cho cuộc sống. Con đừng đi làm nữa. Nói gì thì nói, đi làm thêm cũng ảnh hưởng đến việc học đó. Dạ, con cảm ơn cô. Nhưng mà con không nhận được đâu. Cô cũng thấy đó, thiệt ra gia đình con cũng đâu phải khó khăn gì. Chẳng qua là tại con muốn tự lập thôi. Đó cũng là cách rèn luyện mình mà cô. Con cứ nhận đi, đừng đi làm thêm nữa. Số tiền này nếu như con không muốn xài thì cứ gửi ngân hàng. Tiền lời hàng tháng á đủ cho con trang trải việc học và cả trả tiền nhà nữa. Dạ con cảm ơn, nhưng mà dạ con không dám lấy đâu. Con làm như vậy cô và em Duyên sẽ buồn đó. Dạ thôi, nếu cô đã nói vậy thì con không dám từ chối. Nhưng mà con xin phép cô cho con dùng số tiền này giúp đỡ một người bạn của con đang gặp khó khăn, được không cô? Con nhận số tiền này là cô vui rồi. Đây là số tiền cô cho con, con muốn làm gì thì tùy ý. Nhưng nhớ không được đi làm nữa nghe. Dạ con cảm ơn cô. Con làm hết tháng này con sẽ nghỉ. Cậu Hai, cậu nói với cô Hương là lấy tiền giúp cho Nghi phải không cậu? Không là Nghi chứ là ai nữa. Em làm gì vậy?
ăn cơm đi. Dạ. Em mừng quá, cái em no luôn rồi. Thằng quỷ, em còn mừng như vậy, thằng Du nó mà nghe được chắc nó còn mừng dữ nữa hả? Sao vậy? Dạ, tại em sốc quá thôi. Du, ngồi xuống ăn cơm nè. Em không ăn đâu. Nè, ngày mai mấy anh em mình đi đón Nghi về đây nghe. Không. Em nói vậy là sao? Em không muốn gặp Phương Nghi một giây phút nào nữa hết. Nếu như mọi người đón Phương Nghi về đây, em sẽ bỏ nhà ra đi đó. Du, vậy là em nói xạo anh. Em đã gặp Phương Nghi đúng không? Em làm sao vậy? Không lẽ em không còn yêu Nghi nữa? Nghi đang bị bệnh, Nghi đang cần em. Anh đừng có nhắc tới Nghi nữa. Du, ông chết thiệt rồi. Tôi nói thiệt đó, ông không tin hả? Bà, hay loan tin thức thiệt lắm. Muốn biết phải kiểm chứng lại chứ. Chào anh. Dạ chào anh. Thôi tôi có gì tôi phải đi trước. Chìa khóa của anh đây. Ông biết chuyện này chưa mày? Chắc là biết, người nhà mà. Chưa có chắc đâu. Người ngoài biết chưa chắc gì người trong nhà đã biết. Dạ chào anh. Dạ. Nhanh lên, xong chưa? Xong rồi, đợi lẹ lẹ đi. Có chuyện gì mà họ xăm xì bàn tán vậy? Mời vào. Có chuyện gì vậy? Ông Tấn, ba vợ của anh, giám đốc cũ của công ty chết rồi. Hả? Chết rồi à? Bị đột quỵ, chính xác là mất cách đây 3 ngày. Sáng nay mới động quan. Nhưng mà ông ta đâu còn ở Việt Nam. Tại sao cô biết rành vậy? Ông ta và chị Tuyền đang ở Sài Gòn. Họ không có đi đâu cả. Họ làm như vậy để cắt đứt mối quan hệ cũ và cũng cắt đứt trách nhiệm của họ. Thì ra là như vậy à. Khốn nạn thiệt. Làm gì nữa? Tôi tới thắp nhang cho ba vợ của tôi. Không cần đâu, anh đi về đi. Không, tôi sẽ không về nếu như cô không trả lời câu hỏi của tôi. Vậy thì anh hỏi nhanh đi, tôi không có thời gian. Tại sao hai cha con cô bỏ trốn mà không cho tôi biết? Hai người biến tôi thành kẻ trắng tay. Tại sao vậy? Ngày trước anh đến với tôi, anh cũng đâu có gì đâu. Tôi chỉ trả anh về với hiện trạng ban đầu mà thôi. Anh còn muốn cái gì nữa hả? Nhưng hậu quả là tôi gánh. Nếu giám đốc bôi ra tất cả những chuyện làm phi pháp trước đây thì tôi sẽ đi tù. Vậy sao? Cô đừng trơ tráo như vậy. Trong chuyện này cha con cô là kẻ chủ mưu. Ba tôi đã mất rồi, chẳng có ai theo ông ấy xuống mồ mà hỏi cả. Còn tôi chỉ làm trưởng phòng kinh doanh có nửa tháng thôi, làm sao mà tôi biết được chuyện kinh doanh của mấy người hả? Cô đứng lại. Buông tôi ra. Đủ rồi. Bây giờ cô phải đưa tiền tôi trả nợ. Thì ra anh tới đây là để tống tiền tôi đó hả? Sao mà tức cười quá. Nè, hay là anh muốn đi tù sớm hơn? Cô đánh tôi đi. Tôi khuyên anh, trong thời gian này, lúc mà công an kinh tế chưa sờ gáy của anh, thì anh mau mau thủ tiêu mọi chứng cứ, hoặc là tìm một kẻ nào khác thế mạng cho anh đi. Cô im đi. Tôi không cần cô giải đời tôi, nghe rõ chưa? Tôi quên, gian manh thủ đoạn thì anh đâu có thiếu đúng không? Đứng lại. Tuyền, cô đừng gọi đắc thắng. Nếu như tôi chết
thì chúng ta sẽ chết chung. Cô Hai uống nước cam đi. Chị để đó đi. Có chuyện gì mà sao cô Hai căng thẳng quá vậy? Tôi đang kiểm tra số lượng xuất khẩu bưởi của hợp tác xã này. Để ăn chi vậy cô? Ba tôi nhờ tôi kiểm tra lại coi có chính xác không. Vậy là có liên quan tới ông Hai hả cô? Ba, ba, con Thư nè. Có gì không con? Dạ ba, con đã đối chiếu dữ liệu giữa bưởi xuất khẩu và bưởi nội địa. Sau khi trừ đi chi phí á, thì lợi nhuận của bưởi xuất khẩu lại thấp hơn so với bưởi nội địa. Vì bưởi xuất khẩu á phải dùng chất bảo quản nhập từ nước ngoài, cộng với bao bì phải đạt được tiêu chuẩn, nên giá thành á phải cao hơn trái bưởi nội địa rồi. Nhưng mà ba giải thích cho con thì khác. Còn với những người nông dân miệt vườn á, họ sẽ không chấp nhận được lý do đó đâu ba. Thôi được rồi, để từ từ ba tính. Con cứ kiểm tra tiếp cho ba đi. Dạ, dạ con chào ba. Sao rồi cô? Sao với Trăng cái gì? Tôi đang lo là ba tôi sẽ gặp rắc rối đây nè. Tôi nghi ngờ ông Hai Thạch đã bỏ túi riêng tiền lời bán bưởi của hợp tác xã. Bằng cớ đâu mà các anh nói như vậy? Tụi tôi không có bằng cớ, nhưng số bưởi mà tụi tôi bán cho hợp tác xã rất nhiều, nhưng số tiền lời chia rất là ít. Như vậy chẳng thà bán cho thương lái còn hơn. Anh phải điều tra cho rõ, cho bà con yên lòng. Thôi được rồi, tôi hứa sẽ nói với ông Hai Thạch, công bố rành mạch mọi khoản thu chi. Mọi người cứ yên tâm, tụi tôi sẽ chờ đó. Cái chủ giữa nghi ngờ ba em tham nhũng tiền bán bưởi của họ, ủy ban đang điều tra, em lo lắm. Tại sao lại như vậy? Thời gian qua bưởi xuất khẩu bị thất thu do giá thành khi xuất khẩu bưởi quá cao. Nếu vậy thì bác Hai Thạch chỉ cần công bố rõ ràng thu chi thì các chủ dựa đâu có cớ gì để nói nữa. Cũng chưa chắc là họ sẽ tin. Mà nếu như họ có tin á thì họ cũng sẽ quay về với các thương lái thôi. Cách giải quyết tốt nhất bây giờ là mình phải giảm chi phí cho bưởi. Như vậy thì lợi nhuận mới cao được. Mà các chủ dựa người ta trồng bưởi cũng không phải phập phòng lo lắng gì hết. Nói thì dễ nhưng mà làm mới khó. Giảm chi phí bằng cách nào? Thì mình phải tìm ra được đầu tiên là chất bảo quản nè. Rồi bên cạnh đó mình phải tuyên truyền giải thích cho bà con hiểu lợi ích của việc quảng bá thương hiệu bưởi là như thế nào. Nè, cái việc mà tuyên truyền cho bà con á, anh nghĩ bông bưởi là hợp nhất. Tại vì bông bưởi xinh đẹp nè, ăn nói là dịu dàng dễ nghe, chắc chắn bà con sẽ nghe theo thôi. Còn cái chuyện mà tìm ra chất bảo quản hả, cứ để cho quả bưởi lo. Thật ra thì quả bưởi cũng thông minh, nhanh nhẹn nữa, đúng không? Quả bưởi. Quách, xuống đi nha, thấy lèo cao lắm rồi đó. Mấy giờ rồi anh? Chắc tới giờ em phải vô công ty rồi. Có gì chiều mình gặp được không? Chiều nay anh phải đi làm thêm rồi. Làm ở đâu? Tính xạo em phải không? Xạo em gì? Anh làm ở cửa hàng bánh pizza. Rảnh thì qua ủng hộ nghe. Vậy nếu như mà em qua thì em có được giá ưu đãi không? Chắc chắn rồi, ít ra thì anh cũng ưu đãi em giá gấp đôi người ta. Sao? Anh đúng là quá đáng. Em sẽ đi qua đó và em kêu đồ ăn, sau đó em sẽ nói em là bạn thân của anh, rất là thân. Để cho người ta sẽ trừ tiền vào tiền lương của anh. Cái này em mới là quá đáng nè. Chị cho tôi lấy chìa khóa. Còn bó hoa đó kìa, mang đi luôn đi. Ủa, hoa gì? Hoa này nè. Cảm ơn. Có cần phải khoe khoang mình có người yêu như vậy không? Cái đồ nhà quê mà cũng đắt giá ghê. Alo.
Chiều nay em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối. Chiều nay tôi bận rồi. Anh biết lý do được không? Tôi đến thăm một người bạn. Người bạn đó là ai? Tên gì? Anh không cần biết. Xin lỗi, tôi bận rồi. Anh gọi điện thoại cho nó đó hả? Hỏi làm gì? Để hiến kế cho anh. Cũng tại vì tôi nghe con hiến kế mà bây giờ tôi đang lúng xuống bùn nữa nè. Nhưng mà bây giờ anh không nghe lời tôi, coi chừng anh sẽ chết trong đám bùn lầy đó. Bây giờ con muốn cái gì? Nói thẳng đi, đừng dài dòng nữa. Con thư nó qua phòng tổng giám đốc. Chi vậy? Không biết. Không biết mà nói làm cái gì? Nó qua phòng tổng giám đốc làm cái gì tôi không biết. Nhưng mà trong máy tính của nó có hồ sơ của công ty Trường Phát đó. Công ty Trường Phát? Ừ, mà anh cũng biết, công ty Trường Phát là công ty ma, được thành lập theo chỉ đạo của ông Tấn, ba vợ của anh, tổng giám đốc cũ công ty. Nhưng mà bây giờ ông ta đã chết, những chuyện làm ăn gian dối của ông ta không thể chôn dưới đáy mộ. Cho nên tôi với anh lãnh đủ nè. Im đi. Nếu như ngày trước cô đừng cản trở tôi với cô ấy, thì bây giờ tôi có thể moi tất cả thông tin rồi. Đi đâu đó? Anh kêu tôi im thì tôi đi đâu anh tự hiểu. Đúng là con điên. Công việc của cô làm tới đâu rồi? Tất cả các sổ sách chứng từ đều trùng khớp với nhau. Ừ, tốt. Nếu như mà mình muốn tiếp tục kiểm tra thì chúng ta phải kiểm tra tất cả các đơn vị mà chúng ta đã cung cấp hàng. Như vậy thì mình phải kiểm tra hơn 300 đại lý sao? Tôi e mình chỉ tốn công vô ích mà không được kết quả tốt. Trừ khi chúng ta chỉ kiểm tra những đơn vị nào chúng ta cảm thấy nghi ngờ thôi. Nhưng làm sao mà mình biết đại lý nào đáng nghi ngờ để mà mình kiểm tra? Bằng trực giác. Bằng trực giác? Tôi chưa nghe đến chuyện kiểm tra bằng trực giác bao giờ hết. Công việc á cũng cần đến trực giác, chứ không phải là việc kiểm tra này thôi. Tôi nghĩ á, nếu như có một âm mưu nào ở đây thì những kẻ chủ mưu cũng rất khôn ngoan, họ không bao giờ để lại chứng cứ để chúng ta dễ dàng tìm ra đâu. Được rồi, coi như tôi tin vào cô, tin vào trực giác của cô. Tôi mong cô sẽ làm tốt việc này giúp tôi. Dễ dàng thoát khỏi tay tôi như vậy đâu. Lái xe nè cô. Dạ chào chị. Dạ, chị cần gì ạ? Chị cho em hỏi anh Minh có làm ở đây không? Dạ có, chị cần gặp anh ấy hả? Dạ, vậy chị cho em gặp anh ấy chút xíu được không? Dạ, để em vô em kêu cho nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Nha Thư. Anh đi đâu đây? Anh tình cờ vô đây thôi. Anh nói dối đúng không? Sao tự nhiên lại nặng lời với anh như vậy? Thôi, mình kiếm chỗ ngồi đi. Đứng đây chán chỗ người ta đó. Đi. Anh không ngờ em lại giống anh, cũng thích chỗ này.
Dạ em mời anh chị. Anh chị dùng gì ạ? Cho anh hai phần bò ngôi sao đặc biệt nha. Dạ dạ. Ừ. Chào anh Đăng. Chào Thư. Chào Minh. Ủa hôm nay hai người ngủ hướng ăn ở đây vậy? Tại vì Thư đói bụng cho nên là hai chúng tôi đi ăn vậy thôi. Không phải, chỉ là Minh ngồi đi. Được rồi anh, tôi đứng được rồi. Minh vừa học vừa làm như vậy rồi thời gian đâu học bài. Không sao đâu, buổi tối chỉ cần thức khuya một chút là xong à. Dạ. Dạ em mời anh chị vô. Cảm ơn. Mình ăn chung luôn ha. Dạ được rồi, hai người cứ tự nhiên đi. Chúc hai người ngon miệng, có gì cần thì cứ gọi nghe. Ok. Anh thấy cậu Minh này đúng là mẫu người thanh niên lý tưởng. Anh nghĩ nếu ai lấy được cậu ta chắc là diễm phúc lắm. Ăn đi em. Thư à, còn chuyện tụi mình em tính sao? Mấy hôm nay anh nhớ em nhiều lắm đó, em có biết không? Anh đã có gia đình rồi. Gia đình của em sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu. Em mong anh á là đừng có bao giờ thay đổi em nữa. Em mong đây là lần cuối cùng. Vì nãy anh là sếp của em, với lại anh đã giúp cho em nhiều việc. Nhưng mà anh và vợ anh ly dị lâu rồi. Hơn nữa hai người chưa có con cái, không ràng buộc gì cả. Em biết điều đó mà. Đó là chuyện của anh, không có liên quan gì tới em hết á. Nè anh Minh, anh có số đào hoa thiệt á. Nhiều cô gái kiếm anh quá trời luôn. Đâu có đâu em, em cũng thấy đó. Người ta có bạn trai, có chồng hết rồi. Nhưng mà em có linh cảm rằng á, cô gái ấy cũng thích anh á. Anh thấy á, em đừng có làm ở đây nữa. Em làm thầy bói đi, em làm thầy bói kiếm được nhiều tiền lắm đó. Ý anh nói là em đóng mò phải không? Chứ còn gì nữa. Em có linh cảm của phụ nữ nha, em nói là chính xác lắm đó. Thật ra anh hỏi điều này là chỉ muốn tốt cho em và Sơn Điền mà thôi. Đúng là công ty trước đây có những vụ làm ăn mờ ám. Em ngạc nhiên lắm hả? Để từ từ rồi anh kể cho em nghe. Thật ra thì có hàng trăm cách để chiếm tiền của công ty. Và tiền của công ty tức là tiền không của ai cả. Không đúng. Tiền của công ty là tiền chung mà. Lợi nhuận này mọi người phải được hưởng chung mới đúng chứ. Em đúng là ngu ngốc. Nhưng mà một kiểu ngu ngốc rất thông minh. Em khá hơn anh nhiều lắm. Khi anh mới bước vào đời, anh không bằng em bây giờ đâu. Anh nói về những cái âm mưu gì đó trong công ty được không? Em đừng nôn nóng chứ. Anh sẽ kể cho em nghe mà. Ông Tấn là người đưa anh vào công ty, rồi cố gắng ép anh vào cuộc hôn nhân mà anh không hề có tình yêu, với mục đích là anh sẽ tiếp tay cho ông ấy thực hiện những vụ làm ăn phi pháp. Anh thì nhất định không chịu, nài ép hoài không được. Ông ấy quay sang một người khác. Là ai? Là thôi, để vào công ty anh kể em nghe ha. Em ơi tính tiền đi. Dạ. Chị em, anh về trước nha. Chào Minh. Em đi nha. Trước khi ông Tấn mất, anh đã âm thầm điều tra vì anh biết có âm mưu làm lũng đoạn công ty. Vậy anh đã tìm ra được ai chưa? Tất nhiên là anh tìm được rồi. Người đó là ai? Người đó không xa lạ gì với em đâu. Đó là Linh, trưởng phòng marketing. Chị Linh hả? Anh là phó giám đốc. Nhưng mà thật sự Linh mới là cánh tay mặt của ông Tấn. Em không thể ngờ được. Anh cũng vậy.
anh sẽ cung cấp cho em những chứng cứ cụ thể. Nhưng mà trong thời gian này, em đừng cho ai biết. Nếu như Linh biết có người biết chuyện này thì cô ấy sẽ đề phòng. Không chừng cô ấy sẽ hủy hết hồ sơ đó. Thank you.